Đây nhá mọi người nhá, trong khi chờ đợi thì mình sẽ ốp kín thì mình sẽ đi lấy cái quả rừng này nhá mọi người nhá. Quả chôm chôm rừng như thế này. Đây cao lắm kìa. Đấy. Giờ mình sẽ lên leo lên để chặt xuống này. Đó nhiều lắm. Tí nữa đang làm ốt này. Hello. Ở trên hết rồi ông nói. Bây giờ điều là sao rồi. Đúng được chân tôi chặt. Bắt được gì. Ra xuống. Bây giờ thì chặt thế. Rồi. Chưa xuống cơm nè. Hết rồi anh ơi. Sau một hồi lên cây đây mọi người, bây giờ thành quả của mình nhé. Mình sẽ bắt đầu thu lượm thôi. Chôm chôm rừng. Chôm chôm rừng đấy mọi người, cái này bảo là ấy. Người, có người thì bảo là chôm chôm rừng. Người thì bảo vải thiêu rừng, nhưng mà theo mình thấy cái quả này nó giống quả chôm chôm hơn đấy. Quả nó ở rừng nó mọc tự nhiên thì gọi là quả chôm chôm rừng nữa. Thế này thích lắm. Thôi sau một hồi leo trèo bây giờ mình sẽ test quả nhé mọi người nhé. Đây mọi người
Đây soi cận cảnh thì mình bóc bóc xem là nó có giống quả chôm chôm rừng không mọi người, ai đấy thì ý kiến nhá. Mình có ý kiến là đây là quả nó không khác quả chôm chôm luôn. Đây này. Đấy cái cùi của nó này, thịt nó đây này. Ăn xem nào. Ngọt. Quả chín này ngọt. Nói chung là quả chôm chôm rừng thì nó vẫn có nhiều vị chua hơn. Nó không ngọt như cái quả chôm chôm ở trong miền miền Nam. Cây này thịt dày. Không ngọt lắm. Được rồi.